Công Thanh xin chào quý vị khán giả của Người Việt TV đến phần bản tin tổng hợp trong ngày thứ năm ngày 17 tháng 10. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Trung Quốc chi tiền để thuê dài hạn nguyên mục đảo ở Thái Bình Dương khiến cư dân ở nơi đây bàng hoàng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ cho rằng Việt Nam là thị trường xuất cảng nông sản quan trọng của Mỹ. Mê đến bài một du khách du lịch Florida bị hai phụ nữ cho uống thuốc mê rồi đoạt tài sản. Hai phụ nữ Việt vào danh sách 100 phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019. Thưa quý vị, New York Times vào ngày 17 tháng 10 cho biết Trung Quốc đang có kế hoạch chi tiền để kiểm soát toàn bộ hòn đảo Tulagi. Đảo này là nơi đặt bộ chỉ huy quân sự Nam Thái Bình Dương của quân đội Anh, rồi sau đó là quân đội Nhật. Trong thời gian đệ nhị thế chiến thì cạn nước sâu thiên nhiên nơi đây đã khiến cho đảo có một vị thế vô cùng quan trọng. New York Times cho hay, theo một thỏa thuận bí mật ký kết hồi tháng qua với chính quyền của quần đảo Solomon Islands, một công ty quốc danh Trung Quốc có trụ sở đặt tại Bắc Kinh có tên là China Sam Enterprise Group nay được độc quyền khai thác toàn bộ đảo Tulagi cùng khu vực lân cận trong thời hạn tới 75 năm và có thể được gia hạn thêm nữa. Thỏa thuận gia hạn này đã làm cư dân của đảo Tulagi bàng hoang và khiến cho các giới chức Mỹ lo ngại vì coi chuỗi đảo này là một nơi quan trọng ở Nam Thái Bình Dương và nỗ lực ngăn chặn sự banh trướng của Trung Quốc và bảo vệ các hải lộ chiến lược của Mỹ có thể bị ảnh hưởng. Đây cũng là một thí dụ mới nhất về chiến lược hứa hẹn thịnh vượng mà Bắc Kinh đang dùng để theo đuổi các tham vọng toàn cầu của họ, thường là qua cách cung cấp tiền bạc cho chính quyền và đầu tư vào các hệ thống hạ tầng cơ sở địa phương, vốn bị nhiều người chỉ trích là những cái bẫy nợ chồng chất lâu dài cho các quốc gia đang phát triển. Thưa quý vị, báo tuổi trẻ dẫn lời ông Ted McKinney, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ trong buổi họp báo tổ chức ở Sài Gòn trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 cho biết. Việt Nam là một thị trường quan trọng mà doanh nghiệp Mỹ hướng đến trong quá trình mở rộng thị trường do sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, xuất hiện tầng lớp trung lưu với thu nhập ngày càng cải thiện. Những người tiêu dùng mới này có nhu cầu cao về các sản phẩm dinh dưỡng phẩm chất cao cũng như cần những sản phẩm đa dạng khác nhau để lựa chọn và tiêu dùng. Theo báo này thì phái đoàn thương mại nông nghiệp Mỹ do ông Ted McKinney dẫn đầu cùng đại diện của 11 tiểu bang, hơn 40 nhà xuất cảng và hiệp hội thương mại Mỹ sang Việt Nam để xúc tiến thương mại quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Sài Gòn và Hà Nội. Ông Ted McKinney cho biết đây là phái đoàn đông thứ ba từ đầu năm 2019 đến nay của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong các chuyến xúc tiến thương mại ở ngoại quốc. Năm 2018, Mỹ xuất sang Việt Nam các sản phẩm nông sản gồm thực phẩm rau củ quả thịt với trị giá hơn 4 tỷ đô la, nâng Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp xếp thứ bảy của Hoa Kỳ. Ông Ted McKinney cho hay, luôn có danh sách những doanh nghiệp nông sản của Mỹ đang chờ để xuất cản nông sản vào thị trường Việt Nam. Và Mỹ cũng đang tập trung bán các loại nông sản như là thịt heo, ngũ cốc, những mặt hàng thị trường Việt Nam đang có nhu cầu cao. Để thúc đẩy thương mại thì hàng năm Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện khoảng từ 3 đến 4 chuyến công du thương mại. Nhưng riêng năm 2019 này thì Mỹ đã thực hiện tới 7 chuyến với nhiệm vụ là thúc đẩy nông sản Mỹ đi khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, các điều tra viên thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Broward County, Florida, tức là vùng ở phía dưới của Florida gồm có Miami này nọ, cho biết hai phụ nữ đã cho thuốc mê vào thức uống của một người đàn ông, rồi sau đó lấy đi chiếc đồng hồ Rolex trị giá 15.000 đô la và 1.000 đô la tiền mặt của ông ta. Trong một đêm đánh bài ở sòng bài Seminole High Rock Hotel and Casino hồi tháng 9 vừa qua, ABC News vào ngày 17 tháng 10 cho hay hình ảnh thu từ các máy an ninh ghi hình vừa công bố cho thấy là có hai người phụ nữ, một người da đen và một người da trắng, tuổi từ 35 đến 45, tiến đến gần gạ chuyện một người đàn ông. Trong lúc ông đang chơi bài poker ba lá, tức là bài xì phé ba lá, vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 13 tháng 9. Cả ba người sau đó sang chơi kéo máy. Tại nơi đây thì một phụ nữ nói chuyện với người đàn ông để đánh lạc hướng sự chú ý. Trong khi một phụ nữ khác thì đổ một cái chất gì đó vào vào một ly uống nước của ông rồi đưa cho ông uống ly nước này. Nạn nhân là một người đàn ông năm nay 69 tuổi đến từ đảo Cayman Island. Khai với nhà chức trách là ông đang ngay lập tức cảm thấy có sự khác thường và không cử động được nữa sau khi uống ly nước. Phát ngôn viên Miranda Grossman thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Broward County nói rằng nạn nhân có thể thấy hoặc không nhìn thấy điều đang xảy ra lúc đó, nhưng mà ông ta vẫn cầm ly nước và uống. Trong đoạn video sau đó thì người ta thấy cả ba rời khỏi khu vực sông bài. Nạn nhân được hai phụ nữ sóc nách kèm hai bên có vẻ cần sự giúp đỡ để có thể bước đi. Cả ba sau đó vào khách sạn của nạn nhân ở Denia Beach cạnh đó. Và cảnh sát này công bố hình ảnh video để nhờ sự giúp đỡ của công chúng nhận diện hai nghi can. Một giải thưởng là 3.000 đô la cũng như đưa cho ai có thể cung cấp được thông tin bắt giữ hai nghi can này. Giới hữu trách chưa cho biết chất bỏ vào ly nước uống của nạn nhân là chất gì. Thưa quý vị, đài truyền hình quốc gia lâu đời nhất trên thế giới và cũng là một trong những đài truyền hình lớn nhất thế giới, thông tấn xã quốc gia Anh BBC vừa công bố danh sách 100 phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019. Trong đó có hai người Việt. Người phụ nữ Việt thứ nhất trong danh sách này là bà Trang Nguyễn, một nhà bảo tồn động vật hoang dã, bà từng học đại học tại Anh Quốc về chuyên ngành bảo tồn động vật hoang dã. Các nghiên cứu và hoạt động của bà Trang Nguyễn tập trung vào loài các loài linh trưởng lớn, thú lớn nghiên cứu và điều tra về buôn bán động vật hoang dã, nghiên cứu về vấn đề thay đổi thái độ của người dân trong việc săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã tại châu Á và châu Phi. Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống giúp đỡ người khuyết tật ở Hà Nội. BBC dẫn lời bà Vân cho hay bà bị khuyết tật bẩm sinh không thể đi lại được và sức khỏe thì ngày càng giảm, cơ teo dần đi, mọi sinh hoạt cá nhân từ nhỏ đến lớn đều cần đến sự giúp đỡ. Từ chính trong hoàn cảnh khó khăn của bà thì bà đã quyết định thành lập trung tâm giúp đỡ đào tạo kỹ năng cho người khuyết tật tại Hà Nội. Trung tâm của bà thành lập từ năm 2003 và từ ý tưởng của anh trai của bà Vân, dạy nghề cho các bạn khuyết tật và dạy cách dùng máy tính học tiếng Anh để có thể kết nối ra ngoài thế giới. Theo bà Vân thì hiện có trên 1.000 bạn tốt nghiệp, 80-90% các bạn tốt nghiệp là có việc làm và có người còn trở thành trụ cột của cả gia đình mặc dù là người khuyết tật. Mục tiêu của bà là tạo ra môi trường làm việc bình đẳng cho mọi người. Bà cũng đang điều hành công ty iMarchigator với 80 nhân viên và một nửa trong số đó là người khuyết tật. Bà nói rằng trong lĩnh vực này thì Việt Nam cần phải học hỏi các nước trên thế giới rồi sau đó xem có thể áp dụng được bài học gì vào Việt Nam. Ngoài ra trong danh sách 100 phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới thì còn có các những phụ nữ khác đến từ các nước như là Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan v.v. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Công thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.